Hello mọi người, lại là mình Bố Bí Kinh nè. Cập nhật lớn các bạn ơi, các bạn sẽ có cơ hội nhận được chiếc siêu xe đen miễn phí nha. Tất cả đều có trong bản cập nhật lần này. Sự kiện Black Friday nha các bạn ơi. Nhớ like video và đăng ký kênh. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem chi tiết bản cập nhật lần này. Khi mà mở hộp bốc thăm Black Friday á thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được chiếc siêu xe đen nha. Và để mà mở được hộp bốc thăm này thì các bạn cần phải có cái xu Black nha các bạn ơi. Đây, siêu xe đen bóng loáng này các bạn ơi. Và hoàn toàn miễn phí nha. Nếu mà các bạn bốc thăm ra và sẽ có một cái bộ đồ nữ trong cái hộp bóc thăm này nữa, và bú đen cũng như là cần câu mà hồi xưa mà chúng ta có thể là bóc thăm bằng cái hạt mầm này các bạn. Thì trong hộp bóc thăm này cũng có nhiều thứ cho mọi người bóc nha, và đặc biệt là chiếc siêu xe đen nha mọi người ơi, tay nghe đồ các kiểu nữa nè. Khi mà các bạn đi làm nhiệm vụ, các bạn sẽ tích rất là nhiều cái xu Black ở đây luôn nha. Và các bạn mở cái hộp bóc thăm này, và ở trong đây thì cũng có những cái bóc nè. Bóc ở đây thì các bạn sẽ nhận được một bộ đồ nam hương vị được các kiểu nha các bạn ơi. Thì các bạn sẽ nhận được bộ ram ha. Còn trong hộp bóc thăm thì có siêu xe đồ các kiểu. Ở đây thì có quà điểm danh cho các bạn, điểm danh 7 ngày nữa ha. Ai mới vào game thì các bạn sẽ thấy trước cái nhà hát á, thì sẽ trang trí kiểu sự kiện Black Friday nha các bạn ơi. Có một chiếc xe trưng bày chỗ đây luôn nha, là chiếc xe đen đó các bạn, hơi bị xịn luôn. Và sẽ có nhiều đồ giảm giá cho mọi người mua nha. Đặc biệt là 8 cái hộp bóc thăm hồi sáng mình có thông tin cho mọi người á. Còn nữa các bạn ơi, chúng ta sẽ có sự kiện thẻ mùa đông nha. Hồi sáng thì mình đã nói rồi, thì các bạn sẽ nhận được là pet gấu người tuyết nữa nha. Cái pet người tuyết á mọi người, thì các bạn sẽ nhận được hơn 1000 kim cương nếu mà các bạn sưu tầm đủ hết tất cả thẻ giống như những sự kiện thẻ lần trước ha. Rất là nhiều luôn. Và cái trò chơi Sky 2 này nó nằm ở bên khu trung tâm nha các bạn ơi, cái chỗ mà cái núi quà mà các bạn hay nhận hồi xưa bây giờ hết rồi. Thì cái trò này nó tương tự như trò upgrade nha các bạn ơi. Nó sẽ có những cái điểm mà checkpoint để cho các bạn lưu vị trí á. Hello mọi người, hôm nay mình vô ạp phụ hình nha. Cũng là ngày cuối sự kiện rồi các bạn ơi. Mình xem thử ạp phụ hình có gì mình vô mình mở hộp một cái kiểu tham gia cuối sự kiện nha mọi người. Xem thử là ạp phụ hình có gì hay ho không ha. Thì đầu tiên, ui, phụ hình chưa có nhận hết những cái nhiệm vụ đây luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ nhận hết nha, xem thử là mình sẽ được bao nhiêu kim cương. Cũng như, ui, phụ hình còn 56.000 kẹo luôn các bạn ơi. Tha hồ bóc thăm, hộp bóc thăm mới luôn à. Trong cái sự kiện là Halloween luôn ha. Ngày mai là kết thúc rồi, không bóc là ngày mai mắc luôn á mọi người. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nhận mớ này nha các bạn. Xem thử mà nhận được bao nhiêu kim cương nha. Tiền sao nè, đá tăng cường nè, kẹo à. Nhiệm vụ trong đây thì cũng rất là nhiều kẹo đó mọi người. Rồi, ngày thứ hai cũng tương tự luôn. Hình như là có vé coupon được các kiểu đó mọi người ơi. Hình tiền sao may mắn nè. Ôi, mua kẹo Halloween trong giá tốt mỗi ngày. À, cái này là phải mua nha các bạn ơi. Sẽ nhận được một vé coupon nha. Để mình xem thử là mình có mua kẹo. Ui kia kia, 40 kim cương mọi người ơi. Giờ thường thấy nó cũng hơn cái vé coupon luôn á mọi người. Nào ai mà cần vé coupon thì có thể mua ha. Hồi bữa thì nó hình như nó rẻ hơn thì phải. Sao hôm nay nó mắc quá. Rồi, ok nhận luôn nha mọi người. Túi thẻ được các kiểu nè. Thì cả cập nhật sắp tới chúng ta có thẻ mới luôn nha. Rồi, ngày thứ 4 nè. Rất là nhiều cái để nhận luôn nha mọi người. Tham gia cuối sự kiện rồi, hãy tham gia bốc thăm được các kiểu ha. Trong đây thì mọi người nhớ là đủ đầy đủ nha. Nói chung là nhiệm vụ 7 ngày thôi. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại mọi người chưa có làm thì mọi người có thể là làm được hết luôn á. Một ngày thì sao luôn. Kim cương này mọi người. Quay kim cương cũng tiếc, hơi bị nhiều luôn á. Hy vọng là trong bản cập nhật sắp tới có sự kiện thẻ thì nói chung là sẽ có nhiều nhiệm vụ cho mọi người làm để kiếm túi thẻ được á. Rồi nhận kim cương, hồi nãy giờ mình nhận được bao nhiêu kim cương này mọi người nhờ. Chắc hơi bị nhiều rồi đó. Rồi túi thẻ nữa nè. Đó, vậy là xong nhiệm vụ 7 ngày rồi các bạn. Còn nữa nha, còn nữa nha. Đây, hộp quà đầu tiên nè, thì chúng ta sẽ nhận được 250 đá tăng cường. Hộp quà thứ hai sẽ nhận được 500 kẹo. Hộp quà thứ ba sẽ nhận được hình như là túi thẻ thì phải. À, chỉ là túi thẻ thôi mọi người. Hộp quà thứ 4, 20 kim cương. Đó, hồi nãy giờ mình nhận cũng khá kim cương nữa mọi người ơi. Đây, nó có những cái nhiệm vụ mọi người hoàn thành được thì hoàn thành luôn ha. Ngày mai là hết rồi. Rồi, giờ đến lượt bốc thăm kẹo nha các bạn ơi. Có thăm kẹo thì Phượng Huỳnh có cái hộp bóc thăm này rồi. Thì mình thấy mọi người đa số là bóc được cuốn sách phương tiện này rất là nhiều luôn á. Bạn nào chưa có thì cái bóc thăm nha, Phượng Huỳnh có rồi. Thì chắc là mình sẽ bóc hộp này các bạn. Phượng Huỳnh chưa có cái đồ kim cương, cũng như là chưa có đồ alien hồng. Bây giờ thì mình sẽ bóc ha. Uầy, 50.000 kẹo là bóc hơi đuối đó các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ full cái bộ đồ nào đó. Không biết là có full bộ đồ alien hồng các bạn. Đó, chưa hết được cái đầu mọi người ơi. À, một cái mũ quái vật
màu xanh nha. Rồi mở tiếp, mở tiếp, mở tiếp mọi người ơi. 50.000 kẹt. Ui, bộ đồ nè. Bộ đồ màu hồng. À, vậy là một cái mẫu, một cái bộ đồ rồi nha. Xem thử là mình sẽ được full cái bộ đồ nào trước đây. Bộ yêu tinh xanh trước hay là yêu tinh hồng trước? Hay là bộ đồ alien các bạn? À, sẽ là trứng alien. Rồi, nhiều cái để mở lắm nha các bạn ơi. 5. Ui, được một cái áo alien nè mọi người. Ba lô nữa nè. Áo, lại áo nữa các bạn. Đó, mở đồ miễn phí đó chị ơi. Trong bản cập nhật sắp tới này cũng có những hộp quà, hộp bóc thầm VIP hồi xưa á, nhà bán hàng đưa vô hộp bóc thầm cho mọi người luôn. Lại tiếp tục là một cái mũ, mũ xanh trùng một hồi nãy rồi. Nhiều thứ để cho mọi người có thể bóc thầm tham gia sự kiện ha. Lại là mũ mọi người, đúng không? Trời, mũ xanh không mẹ? Bây giờ được mũ xanh không các bạn ơi? Đồ chơi nè, trứng tiếp nè, sticker nè, đồ chơi nè, lại là đồ chơi. Đã giờ bóc cho 20.000 kẹo rồi đó mọi người. Đây đây đây, đó được đồ bốt alien hồng thì phải. À, đồ bốt quái vật xanh các bạn ơi. Vậy là hình như quái vật xanh mình còn thiếu bộ đồ nữa à. Bốt nữa nè. Mình sẽ full được bộ đồ này đây, được cái mũ các bạn. Mũ hồng. Trời, mũ xanh nữa à. Đây, mũ alien hồng các bạn. Yeah. Là được một bộ đồ hồi nãy mình mở ra cái áo. Bây giờ mình mở ra cái mũ và emblo. Còn thiếu đôi dép nó là đủ full bộ các bạn. Đó, dễ nha. Quan trọng là các bạn có nhiều kẹo nha. Rồi, nãy giờ ra đồ Sukuna còn 20.000 kẹo nữa các bạn. 20.000 kẹo nữa thôi. Sticker không vậy trời? Sticker cần lắm một cái gì đó cho nó full bộ các bạn ơi. Nãy giờ mở chưa có full bộ nha. Đôi dép alien hồng đó là full nè. Ơ, ui, ủa giờ đủ rồi. Bộ đồ alien mình đủ luôn nha mọi người, full luôn nha. Rồi còn cái bộ đồ chi kia như tinh xanh như tinh hồng á. Đồ chơi. Ôi mở vậy mà nhanh ghê các bạn ơi. Mới đây còn lại có 10.000 kẹo thôi. 10.000 kẹo sẽ ra được cái gì nữa không đây? Trời, nó ra đồ nội thất không vậy? Con gà ấy, bữa là các bạn sẽ có bộ đồ con gà Noel vui lắm nha mọi người nha. Chuẩn bị cập nhật luôn ha. Rồi hết, chuẩn bị hết xu luôn các bạn. Chuẩn bị hết xu rồi. Còn hai lần mở nữa thôi. Ôi hình như còn một lần nữa thôi. Mới một lần này nữa nè. Đó. Ok, vậy là hết các bạn ơi. Nãy giờ mình qua phần mình mở được 12 món đồ. Wow, còn mọi người nhìn này. Là nguyên cái bộ đồ alien hồng nha. Ba lô, dép, mũ, bộ đồ. Còn cái bộ đồ yêu tinh hồng, yêu tinh xanh á thì yêu tinh xanh mình chỉ có mũ thôi, có dép thôi, không có đồ. Còn yêu tinh hồng có đồ thôi, không có mũ, không có dép. Trời đất ơi. Rồi, mở quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Rồi còn có gì hot không ta? À, cho mình nhận một cái basketball hồi nãy mình mở nè. Ok là nha. Còn có gì hot nữa mình sẽ mở nốt cho mọi người nha. Thế được đó các bạn ơi, bạn nào chưa tham gia sự kiện thì nhớ tham gia nha. Đó, nãy giờ mình ở cũng khá là nhiều rồi đó. Rồi, lâu ngay lâu mình sẽ vô app một mình, mình xem thử là có gì hay ho mình mở nha mọi người. Rồi, bye bye mọi người và hẹn mọi người video tiếp theo nha. Bye bye.